Sẽ cài được bằng phần mềm mà như là cái này chưa móc pin nè. Mềm trong khối logic của nó anh. Thì mình sẽ có là cái khối logic của nó mình sẽ có là đưa vào này có hình cái nào. Sẽ enable. Enable chức năng là bằng relay debug là debug deadline hay là gì đấy. Trong này thì em không thấy, để lát nữa em hỏi anh kia. Tiếp đi để mà có thể cái nãy tới đâu. Control rồi, monitoring thì file locator nè, mình chú ý cái này không? File locator. Line land đang cài cái chiều dài đường dây của mình nè. Rồi. Logic logic là gì? Chip logic này mình không thấy. Chip logic này mà không thấy, không thấy cái tín hiệu nào đưa vào chip anh. Không thấy. Nó chỉ thấy trong cái phần lúc mà mình cấu hình bằng logic á, vẽ khối á, mình mới đưa vào. Còn cái này mình không thấy. Ví dụ như mình xem gì á, drop rồi mấy kéo qua thôi. Này cũng không có, nó chỉ có cái thời gian boom time với on delay, off delay thôi. Cái này mình cũng không quan tâm lắm. Phần setting này xong rồi đó, thì mấy anh có hỏi cái gì không?